Này, uống đi. Không, ông đang uống. Đang uống, uống. Mày uống đi. Uống đi. Cho dù không huyên thống cùng nhau, hãy sống máu cháy khát nhiệt đời. Gặp được nhau là vận duyên nên anh em chúng ta cả đời quý giá. Cho dù đang đứng trên đỉnh cao. Thôi nào, uống này độ uống cho được. Uống à? Mày xứng đáng uống như thế thôi. Tao cho mày làm kế hoạch cho tao, việc mày làm như nào tao cho mày làm. Mày phải làm cho tao nghe chưa? Mày sao ấy, tao bảo như nào ấy, mày phải làm nghe cho tao nghe chưa? Nghe được để tao ra tay nghe chưa? Tao không muốn xử lý mày đâu. Mày ấy, tao bảo mày, tao cho mày ăn uống đầy đủ mọi thứ. Mày à, mày không thích à? Còn bây giờ mày, tao bảo mày làm những cái việc nhỏ nhặt như thế mà mày không làm được. Đánh tao như này là quá đủ rồi. Cứ mấy ngày nay tao không một hạt cơm nào bụng cả, một tí nước nào uống cả. Đấy là do mày thôi nhá, mày ở cùng tao nhá, tao cho mày ăn hết đầy đủ. Mày đấy là do ai? Do mày thôi nhá. Mày không làm được việc ấy, mày mà thích ăn uống đầy đủ à? Hả? Mày bây giờ mày thương tình thì mày thả tao ra, tao hứa tao sẽ nghe lời bọn mày, không cãi lời mày nữa, đúng chưa? Thương cái gì các bạn mày? Tức là mày đã làm được cái gì thì chỉ như này thôi. Mày định nhờ phản bội tao, mày định chờ đến đầu thú để cho tao đi tù à? Tao suy nghĩ kỹ mấy ngày này rồi, tao hứa là tao sẽ không đi đầu thú nữa. Tao hứa sẽ nghe lời bọn mày, bây giờ chỉ cần bọn mày thả tao thôi. Còn bọn mày bảo tao đi làm gì, xử đứng kiên hay là anh em đứng kiên, tao làm hết. Ai chuyện đấy, tao muốn cho mày đi xử nó, thằng kiên đi theo anh trai nó nghe chưa? Mày phải đâm nó cho tao. Nhà nó về nhà rồi mày phải xử lý nó cho tao chưa? Tao biết rồi, mày bây giờ mày cho tao ăn uống đi xong là tao thả, tao sẽ đi sang tìm đứng kiên tao xử lý nó nốt. Rồi mày cho tao uống nước các kiểu đi. Rồi mày mà đòi ăn á, mà đòi ăn rồi uống á. Rồi mày mẹ chỉ nó như xứng đáng như thế thôi nhá. Nhà tao đéo có cơm có nước để cho mày ăn uống đâu. Hết rồi. Nhà mày giờ tao đói lắm rồi, tao van xin mày tao không chịu rồi, mày cho tao uống nước hoặc là ăn cơm đi. Mày thích uống nước lắm đúng không? Hả? Mày cho tao uống nước đi. Mày vào lấy nước cho nó uống à? Ông thân nước nó ngồi đây. Nhá mày. Ở đây mấy ngày rồi rồi. Mấy ngày rồi rồi. Mẹ, đấy là do mày không làm theo tao thôi. Tao bảo mày từ đầu rồi, tao đưa mày cho tiền cho mày hóc. Nếu mà tình mày hôm mới thả ra tí mà mày đã chạy đi thế thì mẹ đéo gì mà khác gì thả mày ra cho bọn tao tù à? Uống nước à? Đã uống nước này thôi đây, uống đi nhá. Này, uống đi. Tháo ông ta uống. Tháo uống mày uống đi. Uống đi. Gặp được nhau là vận duyên nên anh em chúng ta cả đời quý giá. Cho dù đang đứng trên đỉnh được. Uống à? Mày xứng đáng uống như thế thôi. Những mọi việc tao làm ấy ngoan ngoãn ấy, mày nghe theo lời tao. Tao cho mày làm kế hoạch cho tao, việc mày làm như nào tao cho mày làm. Mày phải làm cho tao nghe chưa? Mày sao ấy, tao bảo như nào ấy, mày phải làm nghe cho tao nghe chưa? Mày đừng để tao ra tay nghe chưa? Tao không muốn xử lý mày đâu. Bây giờ mày thả tao đi, tao hứa tao sẽ nghe theo lời mày. Tao đéo thả. Bây giờ mày nghe theo mày bọn tao chết à? Mất tiền được mày phải lấy tao về đây rồi. Cứ tiền tao thì tao sẽ có trách nhiệm. Được chưa? Bây giờ mày thả ra. Thế thì sao tao làm? Bảo tao bảo mày làm, mày sao mày không làm đi? Mẹ mày cứ để cho tao làm hành động như thế à? Lúc đầu tao sợ, bây giờ tao suy nghĩ kỹ rồi, tao sợ nữa. Mày cứ thích đi rồi đầu thú làm đéo gì? Mẹ đầu thú mày nghĩ kế hoạch âm mưu của tao, mày bây giờ mày đi đầu thú thì tao còn cái gì nữa đâu? Nghe nó làm cái gì? Bây giờ em chạy thả ra chết đấy. Mẹ tao cho tiền mày. Mày làm việc cho tao. Nhưng mà mẹ tao cho mày làm việc, mày sang đâm thằng kia luôn rồi mà mày đéo làm được. Mày làm việc kiểu gì? Mày tao xin hai vợ chồng mày thả tao ra đi để tao đi. Tao hứa tao sẽ sang gặp thằng kia, tao xử lý nó để...
Bây giờ tao đéo thả, bây giờ tao thích nhà mày cơ. Tao đéo cần mày đi chuyển bên kia nữa. Chó này nữa. Mày dám lệch với tao á? Mày lệch với tao ấy, mày xứng đáng mày như thế thôi nhá. Mày nghĩ mày lệch được với tao à hả? Giờ tao mày vận tay mày nhốt tao như này mày cũng chả giải quyết được gì cả. Đấy, thằng Kiên thì nó vẫn ở ngoài đấy. Ê, mày thấy bọn mày đã xử lý được nó đâu? Bây giờ đã về phe nhau rồi thì cùng nghĩ cách chứ, bây giờ mày chi mày về phe tao. Bên tao bảo mày từ đầu rồi, tao bảo như nào việc tao đưa cho mày làm thì mày làm theo tao. Sao mày dám lệch với tao hả? Dám lệch với tao hả? Chó này. Làm theo tao đi chưa? Tao cho mày làm việc mẹ đàng hoàng mày không làm đi. Việc tao đưa cho làm mẹ mày còn lệch với tao á? Hả? Dám lệch với tao, cố mày đi hết cho người. Chó này. À, mày muốn đánh cho mày như thằng anh sai đúng không? Tao xin mày đây, bây giờ mày chém giết tao, chả giải quyết được gì cả. Bây giờ mình cùng mày phe nhau rồi thì mình quan trọng là mình phải xử lý bọn thằng Kiên chứ. Bây giờ mày xử lý tao, chả giải quyết được gì, mày cũng chả lấy được cái gì của nó cả, thấy chưa? Nhưng mà tao đưa việc mày làm, mày đéo thích, mày không làm theo tao đi. Mày cứ để cho tao hành động như thế. Nếu mà mày hôm qua nhá, mày mà đi xử lý thằng Kiên nhá, mày mà đâm nó nhá. Mẹ mọi chuyện là nó xong hết rồi. Anh em nó đông, mày một mình mày đánh được nó à? Tao chả đánh nổi nó em này. Thì mày sang nói ít thôi nha. Mày sang phe tao mày, mày làm theo những lời tao nói chứ. Mày làm sao mày lại chơi theo tao hả? Mày thích như nào? Ôi, bây giờ mày thả nó ra. Giờ đánh nó gì nhiều, đánh nó cho nó ăn cho uống gì. Đấy. Ôi, mày thả nó ra đi. Mày em với tao nói thẳng nhá, mày mối im đấy. Mày mẹ mày cứ nói nhiều ấy, mẹ bố như thằng ấy trai tin nhá. Mẹ em mày nữa. Mày có thích than không? Cái loại như mày ấy, đéo tuổi mà mẹ ăn cơm ngon, uống nước ngon đâu. Cái loại mày chỉ hốc cơm chó. Mà cả cơm con chó ấy lắm, đéo được đến 10 làm mày ăn đâu. Con chó nó còn biết làm việc, cái loại mày mẹ mày làm được đéo gì. Mày thả tao ra đi, tao hứa sẽ nghe lời mày mà. Cứ bây giờ mày nhốt tao này, mày chả làm được việc gì cả. Mẹ đéo xinh xạ, xinh xòi gì cả đâu nghe chưa. Mày nghĩ mày xin là được hả? Bây giờ ấy, tao đéo cần mày đi đâm thằng kia nữa. Bây giờ tao thích hành hạ mày cơ. Nghe đi mẹ mày cứ, mày nói nhiều ấy, mẹ tao cho mày vào bể nước, mẹ cho cần đấy. Bây giờ tao chả cần gì đâu, nghe chưa? Mày nha, mày mà không, mẹ đừng để tao ra tay nhá. Mẹ tao ra tay, mày không còn sống nữa đâu nghe chưa. Thằng này nói nhiều lắm, cho mẹ vào bể nước đi. Mẹ mày ngồi mày nói nhiều. Mày cho mày thì mày nhốt mày trong đấy nhá. Nhá. Ê mày ngồi im đi. Nó nhiều thế. Bây giờ mày, mày một là ngồi im, hai tao cho chú chó là ra biển nước luôn. Mày tao đéo cần mày nữa đâu. Ừ cũng tao ăn chung mặt sướng mẹ không thích. Mẹ mày cứ lệch cho tao. Mẹ bây giờ mày lệch cho tao mày chỉ ở đây thôi. Chó này. Mày có thả không? Mày mày thích tao cho bể nước nhá, mày thích thả không? Em ngồi đây là mày sướng lắm rồi, mẹ cho mày để nước cho mày chết đuối luôn đấy. Mày không cho mình này. Nhà nữa. Báo như tiền bố mà cho mày ăn hết. Nhà xong bây giờ đưa một tí việc thế mà mày không làm. Mẹ nó thích đi đầu thú làm đéo rồi đầu thú. Thiết ra treo mẹ nó lên cây kìa. Mẹ cho nó ở đây xong cứ ra vào nhìn càng bực mình hơn. Nếu mày hài như này nha, mẹ nha. Nhà bố là phải cháu mình nha. Mày mà chịu ôi, mày ăn đi. Mày ăn cho uống à? Ăn để mày kêu lão đi, mày xong mày đéo làm được cái gì à? Mày ăn lắm mà đéo gì? Làm được việc đéo đâu. Cái loại người mày ăn mà làm được việc cái gì ra khác. Cái loại mày thì mày ăn đéo làm được đéo gì. Cái là mày đến đây giờ, tao cho mày về phía tao giờ chả làm được đéo gì. Mẹ mày ăn chơi. Cho ăn tố cơm với gà tố hết tiền nhà tao ra. Tiền nhưng mà giấy đéo đâu mà mẹ mày để thế. Tao đéo tin lời mày nữa, bây giờ tao không đéo cần mày đi đâm thằng Kiên nữa. Mày nghe chưa? Tao chỉ cần mẹ mày tao hành hạ mày thôi là đủ rồi. Bây giờ mày cứ ở đây đi, khi nào ấy mà mày cảm thấy mà mày xử lý mọi việc được ấy thì mày bảo tao, tao thả ra, còn không làm được ấy thì mày cứ ở đây thôi chứ. Mày nghe mày. Tao đưa việc cho đéo làm. Để mẹ áo đi được ạ.
càng đứng nhìn nó càng bực mình thêm, muốn đánh nó thêm. Đánh nó ít thôi, bây giờ đánh nó nhiều như thế rồi mèo nó chết mẹ rồi đấy.